Đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Đây là quy trình cơ sở sẽ cho anh em chuyển các cái sản phẩm lên xe để bàn giao. Đầu tiên thì có một bộ salon gỗ gõ, chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây là bộ nghê, có giá là 37 triệu, sẽ được giao về cho cô Thủy ở Long An. Đây là một bộ 6 món, bao gồm một băng dài, một bèn, hai đôn và hai chiếc ghế đơn. Với tiêu chuẩn về vân cây đã được cơ sở bên em lựa rất là kỹ rồi. Đây là bộ nghê đầu tiên trong một lô có 3 bộ mà cơ sở đã lựa được tất cả. Có 6 tấm mặt hoàn toàn, đều là mặt đẹp hết quý anh chị nhé. Một bộ ghế phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Đó là sản phẩm đầu tiên. Hàng của cô Hồng có địa chỉ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, đơn hàng của nhà mình là một chiếc tủ thờ với chất liệu đó là gỗ hương đá kết hợp với gỗ gõ đỏ. Đây là chiếc được làm với kích thước 1m74 nhân với 62 và chiều cao là cao nhất luôn, lên đến là 1m63. Đó, một chiếc tủ thờ với chiều cao là cao nhất từ trước đến giờ. Và với cái chiều cao này thì thông thường là cao hơn 10 phân so với một chiếc tủ thông thường nha. Còn nếu như so với các cái sản phẩm tầm thấp hơn thì cao hơn phải tới 20 phân. Tiếp theo trong đơn hàng của nhà cô Hồng thì cơ sở sẽ giao đi một chiếc trang thờ ông thần tài thổ địa có kích thước là 50. 50 mẫu trụ trơn không hộp đèn, có giá là 3,6 triệu. Một sản phẩm cũng phải nói rằng ở một cái tầm phân khúc cao cấp nhưng mà giá thì lại rất là hợp lý quý chị nhá. Giá rất hợp lý luôn. Đó, 3,6 triệu một chiếc. Và chưa hết, trong đơn hàng của nhà cô Hồng còn một chiếc ghế dây thư giãn gỗ gõ đỏ. Đây là chiếc ghế bản 3 dây nhá. Bản 3 dây. Gỗ gõ đỏ 100%, có giá là 5,5 triệu. Một chiếc ghế dây phải nói là rất là tiện dụng cho căn phòng khách. Vừa để dùng để ngồi đọc báo, xem tivi, làm nghỉ trưa cũng rất ok luôn. Và tổng quan thì cơ sở bên em phải ghép tổng cộng là có 3 đơn hàng của tất cả quý anh chị khách hàng để đi trong một đợt luôn, để cho nó tiết kiệm cái chi phí vận chuyển. Cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng, quý cô chú đã luôn luôn ủng hộ cho Mộc Nam Huy. Và trong video này cơ sở cũng đã chi tiết về phần giá cả luôn. Quý anh chị nếu như đang tham khảo cơ sở, tham khảo các sản phẩm này thì có thể dùng cái giá đó để tham khảo nhé. Và nếu cần tham khảo thêm về các sản phẩm gì nữa, mọi người có thể cùng vào trong mục video của Mộc Nam Huy. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.